Thứ năm là ngày 13 tháng 4 2023, âm lịch là ngày 23 tháng 2, tức ngày Tân Sửu tháng Ất Mão, nạp âm là Bích Trường Thổ, ngày mà địa chi sinh thiên can, âm thổ sinh âm kim, được gọi là ngày tốt vừa phải. Tuổi Tân Mùi hay là Ất Sửu thì cần phải chú ý ngày này. Theo Hiệp Kỳ Biện Phương Thư Ngọc Hạp Thông Thư thì ngày Câu Trần Hắc Đạo có sao địa ngục là hung thần, mọi việc đều rất là khó khăn, có những cái tài ương ập đến, vất vả cực nhọc làm mà khó hoàn thành có kết quả như mong đợi. Chú ý nhất là làm nhà và chôn cất thì rất là kiêng. Ngày có sao tứ thời cô quả, hoang vu, trùng phục, trùng tang, sát chủ dương, cửu không, cửu thổ, ly xào, nguyệt kỵ, thì từ việc kinh doanh buôn bán đến khởi công lùng thổ, nhập trạch, xuất hành hay là cưới hỏi thì cần phải cân nhắc trước khi tiến hành. Theo ngài Khổng Minh thì đây là ngày không vong và ngày thiên hầu, công việc gặp rất là nhiều khó khăn và trở ngại, quý vị cần chú ý.